Liên quan tới sai phạm trong quản lý xe buýt, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân đã yêu cầu Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Giao thông Vận tải đề xuất xử lý tập thể cá nhân đã để xảy ra sai phạm tại Trung tâm quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng thành phố. Trước đó, Đảng ủy Sở Giao thông Vận tải đã đề nghị kỷ luật đối với Đảng ủy và 5 cán bộ đảng viên của trung tâm này. Cụ thể, khiển trách Đảng ủy trung tâm và cảnh cáo các ông Lê Hải Phong, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc trung tâm, ông Văn Công Điểm, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc trung tâm và ông Nguyễn Tiến Thịnh, Trưởng phòng Kế toán Tài chính trung tâm. Ngoài ra, ông Nguyễn Lâm Hải, Phó Giám đốc trung tâm và ông Phạm Đình Đức, Trưởng phòng Quản lý Vận tải đường bộ Sở Giao thông Vận tải bị đề nghị khiển trách. Đề xuất này đã được Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thống nhất. Lý do các đề xuất trên vì cơ quan chức năng đã phát hiện trung tâm có nhiều sai phạm trong việc thực hiện trợ giá xe buýt cho hoạt động đưa rước công nhân và học sinh.